演技だぬCồng chiêng Tây Nguyên, đây là một trong những văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận của Việt Nam. Nếu các bạn đến miền Bắc, các bạn sẽ đến ca với ca trù. Các bạn về miền Trung, các bạn sẽ đến với nhạc cung đình Huế. Các bạn về miền Nam, các bạn sẽ nghe đờn ca tài tử. Và khi các bạn đến Tây Nguyên, thì tất nhiên các bạn phải thưởng thức những giai điệu của cồng chiêng Tây Nguyên. Và hôm nay chúng ta sẽ được thưởng thức một trong những nơiChuyên phục vụ cho tất cả du khách muốn có nhu cầu tham quan và thưởng thức cồng chiêng Tây Nguyên. Không nhìn thấy mà luôn luôn sẵn sàng để xua đi bóng tối, xua đi nỗi lạnh trong buôn làng.
đó là lý do mà chúng ta phải tập các đầu thật lớn. Và các bạn, sau đây cũng là một điệu giai điệu con của các cô sư nữ và chàng trai buôn làng được mang tên giai điệu tiếng con, đón tiếp các bạn đến từ Sài Gòn lên Nam Nha. Các bạn chúng ta cùng thưởng thức. Cô gái Daria qua phần trình bày qua một câu xin được xin mời các bạn chúng ta cùng thưởng thức.